Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dư Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ làm một loại sinh tố rất là mát, đó là sinh tố bơ rau má. Đây là một loại thức uống giải nhiệt rất là hot trong mùa nắng nóng này. Các bạn cùng vào bếp với mình nha. Mình chỉ cần chuẩn bị một ít rau má, bơ và một ít sữa đặc. Rất là đơn giản. Rau má và bơ đều là những cái loại thức ăn rất là tốt cho sức khỏe. Trước tiên là mình sẽ rửa rau. Rau này mình đã lặt qua rồi, bỏ lá ú, lá hư hết rồi. Bây giờ mình chỉ rửa thôi. Cái loại rau này mình dùng mà mình xay mình dùng sống cho nên là mình sẽ rửa sạch. Mình sẽ rửa hơi kỹ. Mình rửa qua 3-4 nước rồi sau đó mình sẽ ngâm nước muối. Cái rau này nó mọc sát ở dưới đất đó các bạn, cho nên là nó hơi dơ, mình phải rửa cho kỹ nha. Rau má là đặc biệt tốt để giải nhiệt nè, rất là mát. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít muối để ngâm. Mình sẽ ngâm khoảng 15 phút. Trong lúc ngâm rau thì mình sẽ cắt bơ. Mình sẽ lấy cái ruột bơ ra. Mình tách ra, lột vỏ ra hoặc là mình dùng muỗng mình lấy ra cũng được. Ôi bơ trên bơ ngon quá. Bơ là một loại trái cây rất là tốt. Chắc là ai cũng biết rồi. Đây, miệng là mình lấy cái ruột ra thôi. Rồi rau má nó ráo rồi, mình sẽ chuẩn bị xay. Cho một ít nước vào đây. Rồi cho một ít rau vào. Mình chỉ cho một ít thôi. Mình xay rồi mình cho thêm từ từ vào. Mình xay như vậy thì nó sẽ nhuyễn hơn nha các bạn. Xay xong thì mình lượt qua, bỏ sát đi. Lượt qua cái túi lượt nè. Đây, cái túi này mình lọc sát rất là tốt. Rất là tiện. Đây, sau khi lọc nước rau má thì mình sẽ cho rau má vào cùng với bơ và mình xay lại. Mình cho sữa đặc vào xay luôn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức sinh tố bơ rau má nha. Rất là ngon miệng đây. Vừa béo vừa thơm. Cho vào một ít đá nữa là rất là tuyệt vời đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp của tụi mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.